Hôm nay thì mời cả nhà ăn buffet lẩu cua hoàng đế ở Đài Bắc cùng mình nha. Quán này nằm ở ga tàu Tôn Trung Sơn, lối thoát số 2. Từ cửa ra thì các bạn chỉ đi bộ tầm 5 phút mà thôi. Quán tên là Hong Xia Jian Chun. Quán này thì mình đã đặt trên Klook nha. Buổi sáng quán sẽ mở cửa từ 11:30 đến 15 giờ, chiều từ 15:30 đến 22 giờ. Quán chuyên về buffet lẩu mà đặc biệt là lẩu với các món hải sản như là cua, ghẹ, tôm. Mặc dù có cả thịt bò, thịt heo, tuy nhiên mình thấy hải sản ở đây vẫn ngon hơn rất là nhiều. Hải sản tươi, càng cua hoàng đế thì sau khi rã đông thì thịt vẫn rất là xanh chắc, không bị óp, do đó khi ăn với lẩu thì rất là ngon. Các món hải sản trang trí rất là đẹp, thịt thì cũng ngon nhưng mà cắt hơi mỏng nha. À, ngoài ra thì các bạn nên gọi thử món thịt củ quả nướng nha, chỉ ăn thử thôi mà ăn ngon thiệt nên gọi hoài. Giá cho một phần buffet ngày thường sẽ là 1,5 triệu cho một người. Ở đây nước lẩu thì các bạn có thể chọn hai vị, mình gợi ý là nên gọi nước lẩu cay tứ xuyên để ăn cùng với thịt bò cho đậm vị, còn ăn với hải sản thì nên gọi nước lẩu nấm cho nâng vị của hải sản nha.